đến với những cái viện thẩm mỹ, các bạn hay nghe nói là chúng tôi dùng cái phương pháp chích vô để tan mỡ nè, chúng tôi dùng lạnh để tan mỡ nè, chúng tôi dùng nóng để tan mỡ nè, thì ba phương pháp này thực tế không đem lại kết quả làm tan mỡ như các bạn mong muốn nhé. Tôi bắt đầu ví dụ cho các bạn nha. Với cái phương pháp dùng cái thuốc chích để tan mỡ thì trước đây hãng Italy, Romo Italy có chế tạo ra một loại thuốc nó gọi là Revital Cellulite. Cái Revital Cellulite này nó làm tan những cái hạt mỡ lợn cợn, nhưng lớp tan đó rất ít, rất ít. Khi các bạn chích vô thì các bạn cảm thấy cái vùng da đó nó nóng. Khi mỡ tan thì cái mỡ nó tự được hấp thu lại qua đường bạch huyết. Thế nhưng không tan được nhiều đâu nha các bạn. Điều thứ hai là người ta dùng công nghệ, người ta nói là nóng hay lạnh để làm tan mỡ. Điều đó không đúng, mà nó chỉ làm mất nước thôi. Vậy các bạn lưu ý nè, khi chúng ta đi tắm biển, nhiệt độ ở bãi biển là bao nhiêu? Chưa quá 45 độ đó là chắc chắn. Tất nhiên ở những vùng biển biển ở Trung Đông thì có thể nó nóng hơn 45 độ. Vậy thì các bạn nhớ nè, với cái vùng biển của chúng ta chưa đến 45 độ, các bạn phơi thử 8 phút xem cái da của các bạn như thế nào. Da bỏng nhưng mỡ chưa chắc đã chảy. Cho nên không có cái chuyện mà quấn nóng rồi tan mỡ, ủ lạnh rồi tan mỡ. Điều đó hoàn toàn sai và trái với khoa học. Các bạn nhớ điều đó và đừng làm sai. Việc quấn nóng hay quấn lạnh có thể nó làm cho mất nước thôi, chứ tế bào mỡ thì vẫn nằm yên đó. Như vậy tóm lại phần này, phần giới thiệu này, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng không nên tin vào dịch vụ quấn nóng hay quấn lạnh làm tan mỡ, hay chích thuốc gì đó làm tan mỡ. Thân ái, xin chào các bạn.